Hello, chào. Đây là chợ lớn buổi quá trưa. Lúc này rảnh rỗi, tôi kiếm chuyện làm. Tôi đang muốn trình bày một vấn đề nói về chữ nghĩa của tiếng Việt. Chúng ta biết là trong tiếng Việt thì chúng ta có tới ba dạng chữ. Một dạng chữ là chữ quốc ngữ, tức là dạng chữ dùng các cái con chữ ký âm ghi lại cái tiếng Việt, nhìn vào đó thì chúng ta có thể đọc ra được cái tiếng Việt. Dạng chữ thứ hai là chữ Hán. Chữ Hán là dạng chữ của người Hán. Nó là những chữ hình vẽ. Nhưng ngày xưa thì chúng ta dùng cái dạng chữ này là nhìn chữ hình vẽ nhưng đọc theo âm tiếng Việt. Thành ra ta có một cái kho chữ, ta gọi là chữ Hán Việt. Kho chữ Hán Việt. Hán Việt là những chữ Hán, những chữ hình vẽ, nhưng mà chúng ta đọc bằng âm tiếng Việt. Và dạng chữ thứ ba là chữ nôm. Chữ nôm cũng là dạng chữ hình vẽ, nhưng mà do các cụ sử dụng chất liệu của chữ Hán để tạo ra một cái dạng chữ phù hợp với cái âm nói của người phương Nam. Thành ra chúng ta mới gọi đó là chữ Hán nôm. Hán nôm. Tóm lại, chữ quốc ngữ là một cái dạng chữ mà chúng ta dùng ký tự ABC để ghi lại cái tiếng nói tiếng Việt. Còn Hán Việt là cái dạng chữ của người Hán, là những chữ hình vẽ. Còn cái âm của nó đó là tùy. Khi chúng ta dùng những chữ Hán mà chúng ta đọc theo âm Việt thì chúng ta có một cái kho chữ, một cái bồ chữ, đó là chữ Hán Việt. Tức là chữ hình vẽ của người Hán mà ta đọc theo âm Việt. Bởi vì đặc tính của dạng chữ hình vẽ là nó không có âm, nó chỉ là cái hình thôi. Còn ta muốn đọc âm gì đọc. Nếu ta đọc theo âm Việt thì ta có một cái kho chữ Hán Việt. Trong cái kho chữ Hán Việt thì không có những chữ mà nó phù hợp với tiếng nói của người phương Nam. Đó. Thí dụ như là trời, thí dụ như là chữ trời, đây là
chữ Hán Việt, nó là chữ thiên. Thiên là trời, trời là cái tiếng của người phương Nam chỉ về cái phần ở trên. Thành ra chữ nôm mới lấy chất liệu chữ Hán là lấy chữ thiên ghép với chữ thượng, tạo ra một chữ hình vẽ. Nhưng chữ hình vẽ này là chữ sáng chế của người phương Nam, và phát âm là trời. Còn khi nhìn chữ này, đây là chữ Hán, và chúng ta đặt cho nó một cái âm là thiên. Thế thì chữ này người Hoa họ đọc được, họ đọc được theo cái phương ngữ của họ. Ví dụ như người đọc theo âm Quan Thoại, người Đại Lục đọc theo âm Quan Thoại thì họ sẽ đọc chữ này là chữ thiên. Thiên ta đọc là thiên thì họ đọc là thiên. Còn người Quảng Đông, tức là ở Hồng Kông, các tỉnh Quảng Châu đó, hay là ở Chợ Lớn thì họ sẽ đọc chữ này là chữ thiên. Thiên tức là muốn đọc cái gì cũng được, nhưng mà khi ta đọc cái chữ Hán bằng âm Việt thì ta có chữ Hán Việt, có nghĩa là ta có một cái kho chữ của người Hán mà ta Việt hóa nó bằng cái âm Việt. Và do cái tiếng của người phương Nam không có chữ trong cái kho chữ Hán, do đó chúng ta mới chế ra ta dùng nguyên tắc, nhiều nguyên tắc để ta chế ra những dạng chữ không có trong kho từ chữ Hán, và ta gọi đó là chữ nôm. Nó là đặc điểm của ba kho chữ trong cái văn tự tiếng Việt, đó là chữ Quốc ngữ, chữ Hán Việt và chữ Hán nôm. Bây giờ ta khảo sát đặc tính của các cái dạng chữ, đặc tính của chữ Quốc ngữ, đặc tính của chữ Hán Việt và đặc tính của chữ Hán nôm. Ngày nay đa số chúng ta đều dùng dạng chữ Quốc ngữ. Dạng chữ Quốc ngữ là dạng chữ ghi cái tiếng từ các ký tự phiên âm mà các cha đạo hồi thời Pháp thuộc chế ra. Bởi vì khi họ vào Việt Nam thì họ gặp rất là nhiều chữ, chẳng hạn như chữ lòng em thì họ sẽ gặp cái chữ chữ lòng, trên chữ tâm là lòng, chữ em là chữ nữ, bên chữ am là lòng em. Thì họ học cái dạng chữ này, đối với người Tây Phương là họ cảm giác là khó nhớ, vì họ không có nắm rõ nguyên tắc, không nắm rõ cấu trúc, mà để học nhìn chữ mà thuộc lòng thì phải nói là rất khó, bởi vì nó là những ký hiệu hình vẽ. Do đó họ mới chế ra bằng các cái con chữ ABC. Thì cái lòng thì họ viết là O ngờ ông lợn long quyền lòng, em thì họ viết là em đó. Thì họ viết cái chữ này đọc là lòng, chữ này đọc là em, thì họ đặt ra một cái dạng chữ mà ngày nay ta gọi là chữ Quốc ngữ, thì viết là lòng em. Như vậy là nhìn vô đây thì bạn thấy đặc tính của hai dạng chữ này hoàn toàn khác nhau. Khác nhau ở chỗ là dạng chữ Hán nôm là dùng hình vẽ, còn dạng chữ Quốc ngữ
là dùng các cái ký âm ABC ghép lại để cho chúng ta phát được cái âm, nhìn chữ mà ta phát ra được cái tiếng. Nhìn vô đây ta đọc được chữ lòng em, còn nhìn vô đây thì chúng ta không có thấy cái âm lòng em ở đây, bởi vì nó là cái hình mà, cái hình, nhưng cái hình thì nó lại có cái nghĩa đó. Cái hay của cái hình là nó lại có cái nghĩa, và cái hình á thì nó có đặc điểm là nó độc lập với cái tiếng, thành ra nó đi vào cái tình trạng là có thể có 100 cái hình mà chúng ta mà phát cùng một âm, 200 cái hình chúng ta phát thành một âm. Đó. Thành ra đi tới cái tình trạng là trùng âm dị nghĩa, tức là ngày nay chúng ta dùng cái chữ Latin, chữ Quốc ngữ thì chúng ta chỉ có được cái âm, nhưng mà một cái âm á, nếu mà ta viết nó bằng cái ký hiệu hình vẽ đó thì có khi 100 cái hình vẽ cũng phát một cái âm như vậy. Đó. Bây giờ tôi sẽ trình bày cái vấn đề này qua một cái từ điển ở trên mạng. Ngày nay nếu ta vào mạng, thì ta có cái gọi là từ điển Hán Nôm. Đây là bạn có thể truy vào từ điển Hán Nôm. Từ điển Hán Nôm thì bạn có thể đưa vào đây một cái chữ muốn tra, rồi bạn tra theo Hán Việt hay tra theo Nôm, rồi hay tra theo phiên âm của tiếng Quan Thoại. Đó. Bây giờ tôi sẽ trình bày cách sử dụng cái từ điển Hán Nôm có ở trên Google. Bạn vào cái trang web là từ điển Hán Nôm, thì ở đây nó có một cái vùng để bạn nhập cái chữ cần tra. Bạn có thể tra theo Hán Việt, tra theo Nôm hay là tra theo phiên âm tiếng Quan Thoại. Thí dụ bây giờ bạn muốn tra một cái chữ, thí dụ bây giờ bạn muốn tra cái chữ Minh đi. Đó, thì bạn khỏi vô đây. Nó sẽ mở. Nó mở cái bàn phím, nó mở bàn phím. Bạn đánh vào chữ Minh, thí dụ bạn đánh vào chữ Minh hay là bạn đọc cũng được. Đó, bạn nhấn vào cái micro rồi bạn đọc chữ Minh. Minh. Kết thúc. Rồi bây giờ bạn muốn tra nó theo chữ gì? Bạn muốn tra theo Hán Việt thì ở đây nó sẽ hiện ra cho bạn những cái chữ, những cái hình vẽ mà có cái âm đọc là Minh, thì bạn mới phát hiện là nó có tới 19 cái kết quả, tức là trong cái kho chữ Hán Việt nó tìm ra được 19 cái hình vẽ mà có cái âm đọc là Minh. Thế thì bạn biết rồi, mỗi một cái hình vẽ là một cái chữ, có nghĩa là nó sẽ có nghĩa khác nhau. Ví dụ như bây giờ bạn muốn hiểu nghĩa của chữ Minh này, chữ Minh là mà là ghép bởi chữ Nhật và chữ Nguyệt, thì bạn gõ vào đó, nhấn thép vào đó thì nó sẽ hiện cho bạn thấy đây là chữ Minh. Chữ Minh này nó có nghĩa là gì? Đó.
trong từ điển phổ thông thì nó có nghĩa là sáng, nó có nghĩa là đời nhà Minh ở bên Trung Quốc. Ở đây thì nó sẽ hướng dẫn bạn cách viết cái chữ Minh đó. Nó gồm có bộ Nhật đặt kế bên chữ Nguyệt, đó là nó trình bày cái cách viết cái chữ này. Còn ở dưới này thì nó sẽ là phần trích dẫn, tức là phần giải thích, phần giải thích cái nghĩa của chữ Minh đó. Bạn thấy không, tra từ điển là như vậy, tức là một chữ nó có rất nhiều nghĩa. Nếu mà theo cái từ điển của Thiều Cũ, Thiều Chủ, thì đây là chữ Minh được giải thích như thế này đó. Như vậy thì bạn mới thấy là một chữ nó rất là nhiều chuyện chứ không có đơn giản. Từ điển Nguyễn Quốc Hùng. Đây là chữ Minh mà nó ghép bởi Nhật và Nguyệt. Bây giờ chúng ta có thể tìm chữ Minh khác. Chẳng hạn chữ Minh này gồm có chữ Khẩu đặt kế bên chữ Điểu. Đó, chúng ta muốn biết chữ này, chữ này cũng đọc là Minh, nhưng mà nghĩa của nó là gì thì ta thép vào đây và nó sẽ hiện ra nghĩa của chữ Minh đó. Và nó trình bày cái cách viết chữ này. Bên đây là bộ Khẩu, bộ Khẩu là chính, ghép với chữ Điểu. Chữ Điểu là hình của con chim đó. Ở trên là cái mỏ, ở dưới là cái cánh xòe ra đó. Thì cái nghĩa của nó, từ điển phổ thông thì nghĩa của nó là hót hay là gái, tiếng hót hay là của chim hay là tiếng gái của gà đó. Còn tự điển trích dẫn thì nó, khi nó là động từ thì nó là kêu, là gái, là hót, là rống đó. Tức là bạn có thể tìm rất nhiều nghĩa của nó. Rồi, nó lọt quảng cáo. Đó, bạn thấy là hình vẽ bộ Khẩu đặt kế bên chữ Điểu, phát âm của nó cũng là Minh. Nếu viết bằng Latin thì ta cũng là Minh đó. Đọc là Minh, nhưng nghĩa của nó thì rất là khác. Theo từ điển của Thiều Chủ thì Minh là gì? Là tiếng chim hót. Nói rộng ra, phàm cái gì phát ra tiếng đều gọi là Minh. Như là Minh cổ, cổ đây là cái trống, Minh cổ là cái trống đánh. Thành ra khi chúng ta chúc đám cưới thì chúng ta chúc Loan Phượng Hòa Minh, thì lúc đó chúng ta phải hiểu là chữ Minh này, vì nó là tiếng hiếp, tiếng hót của hai cái con chim trống cái Loan Phượng. Đây là cũng là chữ Minh nhưng mà viết ở dạng giản thể. Bây giờ chúng ta có thể tìm chữ Minh này nữa, nhiều cái Minh lắm. Bây giờ bạn thấy là nó tới mấy chục chữ Minh. Đây nè, lại là chữ Minh mà Thủy kế bên chữ Danh thì cũng đọc là chữ Minh. Mà chữ Kim đặt kế bên chữ Danh thì cũng đọc là chữ Minh. Có nghĩa là 19 cái chữ viết hình vẽ cũng đều phát âm là Minh. Nói như vậy để chúng ta biết đây là hiện tượng khác biệt cơ bản giữa chữ phiên âm và chữ Hán Việt, Hán Nôm. Chữ quốc ngữ là những cái ký tự cho biết cái âm đọc. Còn chữ Hán Việt, Hán Nôm thì là những hình vẽ cho chúng ta hiểu được cái nghĩa
của nó, phân biệt được cái nghĩa của nó do cái hình vẽ của nó khác nhau. À, thí dụ ở đây ta thấy chữ nhật với chữ nguyệt là chữ minh. Minh này là sáng, còn minh này là chữ nhật với chữ nguyệt. Ở trên chữ mảnh là cái chén, thì minh này sẽ là đồng minh. Đồng minh là những người bạn bè. Đó. Còn minh mà có chữ kim kế bên chữ danh thì đó là cái sự khắc, điêu khắc. Minh mà có chữ khẩu kế bên chữ điểu, minh đó là tiếng hót. Còn minh á, mà có cái chữ mịch che lại ở trên á, thì nó lại có nghĩa là tối tâm. Minh này là sáng, thì minh này lại là tối tâm. Ta có vô minh á, đó vô minh á. Minh mà kế bên đây là chữ mục là mắt, thì minh này cũng là bóng tối. Bóng tối có nghĩa là mỗi một chữ như thế này chúng ta có thể truy nó, truy nghĩa của nó. Đó, giống như chữ minh này nè, đó thì nghĩa của nó là mù mịt, là ngu dốt. Thành ra minh không có nghĩa là sáng. Có nhiều người tên minh nhưng mà nếu viết bằng minh này á thì có nghĩa là mù mịt, ngu dốt. Còn nếu viết bằng minh này á thì nó có nghĩa là sáng, 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 buổi sáng nhờ mặt trời, buổi tối nhờ mặt trăng. Còn nếu viết bằng chữ minh mà có bộ kim á, kế bên chữ danh á, thì minh này có nghĩa là cái tên, khắc cái tên lên những cái chuông đồng để lưu danh. Đó, thành ra ta thấy nhờ từ điển Hán Việt, Hán Việt mà chúng ta có thể tìm được những cái chữ Hán, chữ Nôm đồng âm. Nếu ta muốn tra chữ minh trong cái kho từ chữ Nôm thì ta nhấn vào chữ tra Nôm. Khi ta tra Nôm thì ta thấy chữ minh ở bên tra Nôm thì cũng có 13 kết quả. Và đây cũng là những chữ minh nhưng mà trong kho chữ Nôm. Nhờ từ điển Hán Việt bạn có thể tra được rất nhiều chữ, truy ra được cái nguồn gốc chữ Hán và chữ Nôm của nó. Thí dụ bây giờ chúng ta muốn tra một chữ khác. Có một người tên là Nguyễn Văn Ba, thì ta đánh vào đây Nguyễn Văn Ba. Nguyễn Văn Ba, ta nhấn vào Enter kết thúc. Bây giờ ta sẽ tra từng chữ, bởi vì từ điển này là tra từng chữ. Ta nhấn vào chữ Nguyễn thì ta thấy nó báo là chữ Nguyễn thì có hai kết quả. Một nó chữ Nguyên là âm đọc bên đây đặt chữ Nguyệt, Nguyệt mà ghép với chữ Nguyên cũng đọc là Nguyễn. Bên đây là chữ Ấp ghép với chữ Nguyên cũng đọc là Nguyễn. Như vậy thì bạn họ Nguyễn thì trong hai chữ này là bạn chọn chữ nào? Đó, nếu mà bạn chọn chữ Nguyễn này thì chữ Nguyễn này á nó có nghĩa là gì? Nó là lòng trắng của trứng. Đó, chữ này là bộ nhục chứ không phải nguyệt. Bộ nhục tức là thịt đó, thành ra nó là lòng trắng của trứng. Nguyễn tiếng Hán Việt là lòng trắng của trứng. Còn nếu bạn tra chữ Nguyễn này, đó, chữ Nguyễn này cách viết đây, bộ ấp, kế bên này, bộ phụ kế bên chữ Nguyên, bộ này là bộ phụ kế bên chữ Nguyên thì nó là Nguyễn, thì nó có nghĩa là họ Nguyễn. Còn nghĩa của họ Nguyễn thì bạn có thể truy ra được cái nghĩa của nó.
13 chữ Nguyễn giống nhau. Bây giờ ta truy tới chữ văn. Chữ văn, ta thép vào chữ văn. À, ta truy chữ Hán. Ta chữ Nguyễn văn ba thì chữ Nguyễn ta truy chữ Hán. Thì chữ Nguyễn á thì nó có hai kết quả thì nó mới có nghĩa. Đó, chữ Nguyễn này nó có nghĩa là lòng trắng của quả trứng, hay là âm hộ ánh sáng yếu của mặt trăng. Đó, chữ Nguyễn này là lòng trắng của quả trứng, hay là cái âm hộ, hay là ánh sáng yếu của mặt trăng. Còn nếu ta truy chữ Nguyễn này, chữ Nguyễn này là nước Nguyễn, tức là tên nước hay là họ Nguyễn. Từ điển trích dẫn á, thì cái nghĩa của nó như thế này. Dài lắm, dài lê thê đó. Bây giờ ta truy tới chữ văn. Văn ta tra theo Hán Việt chữ văn thì ta có tới 18 kết quả. 18 kết quả có nghĩa là có tới 18 cái hình vẽ mà khi ghi lại bằng cái chữ quốc ngữ thì là chữ văn, vê vá anh văn. Đó. Vậy thì chữ văn của bạn á, tên của bạn Nguyễn Văn, bạn chọn chữ văn nào? Đó, chữ văn này nè lại có nghĩa là nghe tin tức. Chữ văn này lại có nghĩa là bên đây có bọ trùng nè, là con muỗi. Đó, trong khi đó chữ văn này nè thì nó mới là chữ mà người ta lấy để làm tên, làm chữ lót. Đó, văn ở đây là văn vẽ, văn cũng là văn vẽ. Đó. Thật ra nó giải thích văn là gì? Là đường á, đường vẽ, đường văn. Rất nhiều cái nghĩa của nó được giải thích rất là chi tiết. Vậy thì nhìn vô đây thì bạn thấy rằng đây là chữ văn. Bây giờ ba. Ba đó thì bây giờ đây là chữ Hán thì bạn có 26 kết quả. Tức là 26 cái chữ hình vẽ đọc là âm ba. Nhưng mà nếu ba là tiếng nôm á thì bạn phải ba là thứ ba đó thì bạn phải nhấn vào tra Hán Việt, tra chữ nôm rồi bạn tra chữ ba. Tra chữ ba thì bạn có 16 cái kết quả, 16 cái kết quả của chữ nôm mà phát âm là ba. Như vậy Nguyễn văn ba. Ví dụ tên của bạn là Nguyễn văn ba, viết quốc ngữ là về Nguyễn văn ba thì bạn viết là Nguyễn nè, bộ phụ kế bên chữ Nguyên, văn là cái nét, những cái nét đẹp. Ba đó thì là chữ nôm, ba là số ba, thứ ba. Thành ra nó dùng cái chữ tam. Tam nè, cái này là âm là tam là ba, còn cái này là cái âm đọc của nó là ba. Thành ra ta mới ghép hai cái này lại đó. À, cái này là chỉ âm đọc, còn cái này là chỉ nghĩa. Đó, cái chữ này á là số 3 là tam, còn cái âm đọc của chữ này trong tiếng nôm là ba. Nguyễn văn ba. Thành ra có nhiều người, bây giờ bạn thử hỏi nếu tên bạn là gì. Tên bạn là Trần đó, Tú, Lan, thí dụ vậy. Thì bây giờ chữ Hán Việt hay là chữ Hán Nôm đó, tên bạn là gì thì bạn dùng cái tự điển. Tự điển này nè, tự điển Hán Việt, và
vô cái mục này, bạn xóa nó đi, rồi bạn nhấn vào cái micro và bạn đọc là Trần Tú Lan. Trần Tú Lan. Như vậy là nó chúng ta nhập bằng cách gõ đi. Trần, TR ở trên, Trần Nguyên Trần. Tú, tờ U Tu Sắc Tú. Lan, L-A-Lan Lan. Enter. Bây giờ ta tra Hán Việt, ra chữ Trần. Ta có 10 kết quả, tức là có 10 cái hình vẽ mà đọc cùng âm là Trần. 10 cái hình vẽ cùng đọc âm là Trần. Thì sau khi tìm hiểu kỹ thì bạn sẽ thấy cái họ Trần á, là phải chọn chữ này. Đây là chữ Trần nè, Trần của cái họ. Rồi đó bạn thép vào đây thì nó sẽ giải thích cho bạn chữ Trần. Trần là gì? Là xếp đặt bài biện, là cũ kỹ, là lâu năm, là họ Trần. Thì bạn có thể đọc phần giải thích ở đây của chữ Trần. Đó, rồi Tú. Bây giờ bạn xét chữ Tú, nhấn vào chữ Tú thì bạn có 12 kết quả. Đó, như vậy là bạn chọn chữ nào là tên của bạn. Chữ Tú, chọn tên nó là chữ Tú này nè. Tại sao phải lấy chữ này? À, chúng ta thép vào đây thì nó hiện ra nè, chữ Tú nè. Tú này có nghĩa là ra hoa, nở hoa, là đẹp đẽ, là giỏi, là xuất sắc. Đó, chữ Tú. Tức là nó tới 12 chữ Tú. Nhưng mà thường thường tên của bạn thì phải lấy chữ Tú này, những Tú kia là nó khác. Bây giờ Lan, bạn thép vào chữ Lan thì bạn sẽ có tới 25 cái chữ hình vẽ của chữ Hán mà đọc âm là Lan. Thì trong đó đó thì tên của người ta đó thì thường thường nó là Hoa Lan. Đó, thành ra bạn phải tìm ra cái chữ Hoa Lan. Hoa Lan. Hoa Lan là đây là chữ Lan viết tắt. Lan cái tên mình nó viết tắt là như vậy nè. Nhưng mà nếu mà viết phồn thể á thì đây là chữ Lan nè, đó. Chữ Lan phồn thể nè. Chữ Lan đầy đủ là loại hoa đó mà viết đủ nét đó. Thì đây là chữ Lan. Đó. Cách viết chữ này nó là như thế này. Nghĩa của nó là gì? Từ điển phổ thông nó là hoa lan, bởi vì nó có bộ thảo mà, bộ thảo là hoa. Đó, giải thích cái nghĩa của nó qua các bộ từ điển. Thành ra bạn sẽ có 25 cái chữ Lan. Nhưng mà tên Lan là chữ này. Như vậy thì nhờ cái từ điển này, Trần Tú Lan, bạn đã biết được rồi. Bạn đã biết nghĩa của nó rồi. Trần là về, bộ phụ kế bên chữ Đông. Trần Tú là đẹp. Lan
Ở trên là bộ thảo rồi chữ môn, Trần Tú Lan. Đó. Có nghĩa là bạn đã xác định được cái nghĩa của cái chữ Lan này, nghĩa của chữ Tú này, nghĩa của chữ Trần này bằng cách là viết đúng cái con chữ của nó. Đây là một vấn đề rất là nhiều khê, nhiều nhiều chuyện nói lắm. Ở đây chúng ta nói sơ sơ về cái nghĩa lý của cái sự, cái đặc điểm của cái chữ Quốc ngữ và cái chữ Hán đọc theo âm Việt và Hán đọc theo âm Nôm. Qua phần trình bày ở trên thì bạn đã nhé thấy ra được cái sự khác biệt, cái đặc điểm của chữ Quốc ngữ và đặc điểm của chữ Hán và chữ Nôm. Rồi vì sao mà phải học chữ Hán và chữ Nôm? Nếu ta không học chữ Hán và chữ Nôm thì ta không hiểu nghĩa của tên của mình. Bây giờ nhiều bạn đọc được cái tên của mình và viết được cái tên bằng chữ Quốc ngữ, nhưng hỏi bạn cái nghĩa nó là gì thì có khi bạn trả lời không được. Có người tên là Nguyễn Khắc Minh, nhưng mà chữ Minh nó là Minh gì? Nó tới mấy chục chữ Minh lận. Minh nó có nghĩa là sáng, Minh nó có nghĩa là tối mù mịt, Minh nó có nghĩa là bạn bè đồng minh ăn chung chén rượu thề, Minh nó có nghĩa là khắc tên vào chung đồng, Minh nó có nghĩa là tiếng gái. Thành ra nếu mà bạn không có hiểu được cái chữ Hán và chữ Nôm thì bạn không xác định được cái tên của mình. Có nhiều người bây giờ đi tìm lại cái nghĩa, cái tên của mình, thì bạn có thể dùng từ điển Hán Việt như phần tôi vừa trình bày. Và dĩ nhiên bạn phải chịu khó học hiểu cái đặc điểm của chữ Hán đọc theo âm Việt, Hán Việt, và chữ Hán chế tác ra chữ Nôm, Hán Nôm như thế nào. Đó. Khi rảnh rỗi, có nhiều thời gian thì tôi sẽ trình bày kinh nghiệm của bản thân tôi trong cái chuyện tìm hiểu cái kho từ chữ Hán và phát triển rộng ra vào cái kho từ chữ Nôm. Và chúng ta khi đã hiểu được Hán Nôm thì chúng ta mới có thể nói là hiểu được tiếng Việt một cách tới nơi tới chốn. Chào. Hẹn gặp lại.